lại các bạn độc giả của truyền hình báo Thanh Niên. Mình là Thiếu Lan, hôm nay Thiếu Lan sẽ ngồi lại và nói chuyện với các bạn về một chút về thể thao. Mặc dù Thiếu Lan rất là bận rộn với công việc riêng của mình, nhưng mà thời gian qua Thiếu Lan không quên theo dõi đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 2018. Đặc biệt là đội tuyển bóng đá nữ của chúng ta đã rất là xuất sắc trong trận đấu đầu tiên. Họ đã đánh bại một đối thủ rất là mạnh trong khu vực cũng như là trong bảng đấu, đó là đội tuyển Thái Lan. Đây là một chiến thắng rất là ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Họ đã xuất sắc vượt qua được sức ép và giành được cơ hội vào vòng đấu loại trực tiếp. Đối với Lan thì trận thua trước Nhật Bản không có mang nhiều ý nghĩa cho lắm, tại vì huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cố tình giấu ý đồ của mình và đưa ra sân những cầu thủ rất là trẻ. Trong trận đấu sắp tới với Đài Loan thì Lan nghĩ là đội tuyển Việt Nam mình khá là khó khăn. Nhưng mà chúng ta đã gặp họ, đối đầu với họ khá là nhiều trong những trận đấu giao hữu. Nhưng mà Lan nghĩ là với huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng học trò của mình sẽ bắt bài được đội tuyển Đài Loan và giành được một chiến thắng thuyết phục. Và Lan dự đoán là Việt Nam sẽ thắng Đài Loan với tỷ số 2-0 và giành được chiếc vé tiến vào bán kết ASEAN 2018.